Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Mở đầu cho bản tin dự báo thời tiết về tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên biển. Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 5, vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ vĩ Bắc, 112 độ kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8 di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 5 đến 10 km h Dự báo 13 giờ ngày mai ngày 31 tháng 5, tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 21 độ Vĩnh Bắc, 112,6 độ Kinh Đông. Trên vùng biển Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giật cấp 7, cấp 9. Di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 15 km h Đến ngày mùng 1 tháng 6, tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 23,2 độ vị Bắc, 113,6 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km h Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Nam Trung Quốc cảnh báo vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh. Ở vùng biển phía tây của khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Nhiều nơi dự báo sẽ có mưa lớn cục bộ. Thưa quý vị, Hôm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ đã có mưa to. Lượng mưa từ 7 đến 15 giờ có nơi trên 40mm, như Xuân Lạc và Phương Viên, Bắc Cạn lần lượt đạt 57,4 và 51,6mm, Quảng Sơn, Quảng Ninh 51,6mm, Dạch Trèo, Cà Mau 46mm. Từ chiều tối sang đến ngày mai, thời tiết khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Quảng Bình được dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông. cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm. Trong chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ có mưa rào và sông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có thể sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Và sau đây là dự báo chi tiết các vùng miền trên cả nước. Khu vực Hà Nội có nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, sau có mây trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ tại phía tây bắc bộ, đêm nay và ngày mai sẽ có nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mây, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, dự báo Đông Bắc Bộ sẽ có nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và sông rải rác. Cục bộ, riêng khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Đồng, Cục Bộ có mưa to, sau có mưa, mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết ở khu vực Bắc Trung Bộ Dự báo khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to. ở phía Bắc, phía Nam có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Sự báo thời tiết Tây Nguyên Thời tiết của khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Thời tiết Nam Bộ, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác thuộc Nam Bộ, đêm nay và ngày mai dự báo sẽ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.